Có cái gì đó? Trời ơi, và anh cứng của Colomen nè. Livestream. Anh coi anh Colomen nói gì? Duy nhất trong cuộc đời của Colomen. Coi đi. Ở đây có anh Thành đi, anh Thành đi. Hôm nay ngày nhà giáo Việt Nam, đây là đoàn xe chúng tôi không có đi chúc mừng thầy cô được. Anh Thành đừng xúc động nha. Mỗi năm anh Thành có đến trường chúc mừng thầy cô không? Năm nào mà ngày nó có đi làm thì có đi. Đi. Cái gì thắng tự ngủ và tự lại thọc tay vô vũ ấy, vô áo hả? Vô cổ xin lỗi. Thắng có gửi lời chúc gì với thầy cô? Trước giờ các thầy cô sẽ có một năm thật thành công, và nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong công việc. Chúc thầy cô phải là thật là thành tâm, sao lại tay thọc vô cổ rồi nặng nữa. Không có chỗ để tay. Nè, đặt hai ông này mập quá à. Đặt tay lên sang đi. Thôi à. Không lên Vinh này, Vinh nghĩa thư rồi. Thôi mày đông lá nghe quá. Đông lá. Lại. Đông lá đâu ghê trời. Vinh. Cày lít nữa đi. Ờ muốn gì ạ? Để khúc cơ của anh chưa? Cái clip hả? Chưa. Không, cái gọi cuốn nhà đấy. À. Bên em được triệu luôn rồi. Anh chúc gì vậy? Mà đi chụp mà không có cái gọi gì hết á. Ờ, Colomen. Bên phim hả? Không, của bên Muso, bên nào? Ủa, anh Quốc là bên Muso à? Anh đâu có bên nào đâu, anh là không có được chi gì hết á. Anh chỉ cầm máy đi chụp đi thôi. Khổ lắm. Vì anh sang bên Muso à? Lúc đó bốc đội cứ năm nước đội á. Cho mọi người coi cảnh cô thầm cô đợi lúc này có vẻ như đây cô đang thèm cái gì á. Để mọi người thấy đôi môi quyến rũ không? Hãy lên clip Colomen để coi nha, cô đi gửi lời chúc mọi người. Còn đam mê kìa luôn. Giả bộ á. Giả bộ hả? Ra quay vô là giả bộ. Chứ không mình trả những cái khúc mình xuất hiện coi lại. Ừ, đúng rồi. Bị sướng. Ha 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 ha.